Rồi đi tiếp xuống dưới nhiều khung cảnh để chúng ta chụp hình nữa. Kết hợp thành một cái cột. Dạ. À, hay chi là thấy nó răng giống như là con mấy cái răng con cũng không. Dạ. Anh ấy thì mọc cái dưới đất lên làm ăn. Dạ. Mà các cái trần nhà giống như rồi bên này nữa. Wow. Phật Di Lạc. Bên này họ gọi là quần tiên hồi tù, rất là nhiều tiên đang về với không gian này này. Và đây có một vị Phật A Di Đà mà ta đang ở sau lưng này. Mình thấy giống như là Phật Di Lạc. Tuy nhiên ai muốn đi tour này phải liên hệ trước ít nhất là một ngày để được sắp xếp lịch trình. Có để trực tiếp đi ra thì chúng ta để